Cũng trong sáng nay, ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận có tổng mức đầu tư gần 3.539,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là gần 3.443,3 tỷ đồng phần còn lại quy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2025. Đối với kế hoạch vốn năm 2024 đã bố trí gần 457,2 tỷ đồng và đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 đã giải ngân được 150,6 tỷ đồng, đạt 33% so với kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Tính từ khi bắt đầu dự án đến tháng 6 năm 2024, tổng vốn ngân sách tỉnh đã bố trí là 2.664,3 tỷ đồng. Về công tác tái định cư, đã phê duyệt phương án tái định cư cho 585 trường hợp. Hiện đã tổ chức bốc thăm cho 554 trường hợp và công nhận kết quả bốc thăm cho 540 trường hợp. Đến nay đã trao quyết định giao đất đợt 1 và đợt 2 cho 475 trường hợp, còn lại 76 trường hợp. Các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục tham mưu để Ủy ban nhân dân huyện giải quyết thủ tục giao nền cho người dân theo quy định. Tổng khối lượng thi công các gói thầu dự án hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận đến thời điểm này ước đạt hơn 251,5 tỷ đồng, đạt 51,3%. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, các đơn vị liên quan đã trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp hạ tầng thiết yếu tiếp theo với tổng giá trị khoảng 564,2 tỷ đồng. Các hạng mục trọng điểm bao gồm xây dựng các tuyến đường N2, D1, D3, sang lắp các lô đất và mương thoát nước tại các xã Long Định và Phú Thuận. Một số khó khăn đang gặp phải là việc còn năm hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cùng với tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp, đặc biệt là cát do nguồn cung cấp từ các mỏ cát ngoài tỉnh bị hạn chế. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, chủ đầu tư đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang bến Tre để xác minh thông tin về các mỏ cát còn hoạt động và trữ lượng khai thác. Việc kiểm tra thực địa lần này của ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, nhằm nắm tình hình tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Phú Thuận, đôn đốc hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.